Hello, hello, hello mọi người, hello các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ cho các bạn về vấn đề đầy hơi ở trẻ sơ sinh và ba cách vựa hơi hiệu quả mà mình thường áp dụng cho em bé nhà mình bằng những cái kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm của mình là một bà mẹ có con bị tình trạng đầy hơi, colic và có nhiều khí ga trong người trong suốt hơn 8 tháng. Có thể là về mặt chuyên môn thì mình không thể nào hay giỏi bằng những bác sĩ, những y tá, những điều dưỡng mà bạn đã xem, bạn đã thấy ở đâu đó. Nhưng mà mình tin chắc là những cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong cái vấn đề này. Và đặc biệt là với những mẹ nào đang trong tình trạng con quấy khóc rất nhiều vì bị đầy hơi thì các mẹ sẽ hiểu rõ được là những cái trải nghiệm thực tế của một bà mẹ nó quan trọng đến cái mức độ nào. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được là con của chúng ta có bị đầy hơi hay là không? Dấu hiệu đầu tiên đó là bạn sẽ thấy con quấy khóc rất là nhiều và bạn đã make sure là con không phải khóc vì đói hay không phải khóc vì bỉm dơ hay là do nóng và lạnh gì đó. Và những em bé này thường sẽ không có một cái giấc ngủ dài, một giấc ngủ trọn vẹn như các bạn, mà con chỉ ngủ được tầm 15, 20 hay 30 phút là con bắt đầu dậy, con khóc đỏ người nè, ửng người và co hai chân lên giống như là muốn tống hơi ra bên ngoài. Thì em bé của mình cũng trải qua cái cảm giác này trong suốt rất là nhiều tháng, cho nên mình hoàn toàn rất hiểu với các mẹ và mình biết là những mẹ chăm sóc con trong những cái tình trạng này sẽ rất là mệt mỏi. Tuy nhiên đối với những em bé này thì khi mà em bé bị đầy hơi, em bé sẽ rất là đau bụng và con sẽ không tự ở được như người lớn chúng ta, cho nên là con phải khóc để cho mẹ biết và để mẹ dỗ dành và mẹ giúp con để con cảm thấy đỡ đau hơn, tại vì chỉ có mẹ mới có thể hiểu con và con chỉ có một cách duy nhất là khóc để báo hiệu cho mẹ biết là con đang không ổn mẹ ơi. Dấu hiệu thứ hai đó là bạn sẽ thấy em bé bị nấc cục và dấu hiệu số 3 đó là bạn sẽ thường thấy con bị nôn trớ. Nguyên nhân gây ra cái tình trạng đầy hơi cho bé thì đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là em bé vô tình bị nuốt phải hơi trong quá trình ti mẹ hoặc là ti bình. Trên mặt lý thuyết thì ti bình sẽ bị nuốt nhiều hơi hơn là ti mẹ, nhưng mà thực tế với em bé của mình thì ti mẹ hay ti bình gì thì em bé cũng bị đầy hơi rất là nhiều, cho nên cái này là tùy thuộc vào cơ địa và tùy thuộc vào từng em bé của các bạn. Và cái tình trạng này thì hết sức là bình thường, dù cho em bé của các bạn ti mẹ đúng khớp nè, hay là các bạn cầm bình cho em bé uống đúng cách và lựa chọn những cái bình chống đầy hơi tốt nhất thì em bé của các bạn chỉ giảm thiểu được cái việc nuốt phải hơi thôi, chứ nó không thể nào tránh được hoàn toàn. Nguyên nhân số 2 đó là do cái hệ tiêu hóa của các con chưa hoàn chỉnh, dạ dày của em bé lúc này đang nằm ngang. Và nguyên nhân số 3 đó là như các bạn cũng thấy thì em bé chỉ có một tư thế duy nhất, đó là nằm thẳng thôi. Và khi mà muốn thay đổi tư thế khác thì chắc chắn là đều phải nhờ vào người lớn. Mặc dù mình biết và mình có thể hiểu và có thể đồng cảm với các bạn là khi mà chúng ta mệt đó, chúng ta rất khó có thể nào kiềm chế được bản thân, nhưng mà mình hy vọng là với những lý do mà mình đã nói ở bên trên sẽ giúp cho các bạn phần nào hiểu được con hơn và bạn có thể giữ được bình tĩnh và có thể chăm sóc con được tốt hơn. Bởi vì con sẽ không có thể nhỏ lại một lần nữa để mẹ có thể chăm sóc, ôm ấp, nâng niu hay là giúp đỡ con những cái việc mà con không thể làm được. Để giúp cho con có thể giảm hoặc là hết cái tình trạng đầy hơi thì mình có 3 cách. Cách thứ nhất là giúp cho con xì hơi ra bên ngoài. Với cách này thì các mẹ có thể xoa theo chiều kim đồng hồ xung quanh cái vùng rốn của bé và thực hiện động tác đạp xe. Cách số 2 đó là các mẹ có thể vồ hơi cho con. Và cách số 3 đó là mẹ nên chú ý những gì mẹ ăn vào cơ thể, tại vì nó có thể tiết qua sữa mẹ. Mặc dù trong video trước mình có nói là nó chỉ tiết qua một phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như có thể thì các mẹ có thể giảm bớt những cái thực phẩm đó để cho con giảm cái tình trạng đầy hơi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách mà mình thường vỗ ở hơi cho bé và mình thấy nó hiệu quả. Thì vỗ ở hơi cho bé sẽ có 2 phần quan trọng. Thứ nhất là về tư thế vỗ và thứ hai đó là cái thao tác vỗ. Tư thế vỗ ở đây thì sẽ có 3 tư thế. Thứ nhất là cho em bé bế đứng. Thứ hai đó là bạn có thể cho em bé ngồi. Và thứ ba đó là cho em bé nằm sấp. Cách đầu tiên đó là mình sẽ vỗ cho bé theo cái tư thế bế đứng. Ví dụ như em bé của bạn đang nằm như thế này, hoặc là em đang uống sữa trên cái gối, thì bạn có thể bế con như thế này ha. Và bạn đưa người xuống, bạn đưa con áp lên người bạn, rồi bạn mới ngồi thẳng lên. Chứ bạn đừng có để con như này rồi bạn ẵm lên như này liền nha. Tại vì cổ em bé sơ sinh nó rất là yếu, nếu như bạn làm như này sẽ rất nguy hiểm cho con. Và con mà đập vô trong cái phần xương này của mẹ nè sẽ rất là đau. Thường với cái cách vỗ ở này á, thì mình thấy những video khác người ta hay đưa lên trên vai mẹ và quay mặt con sang một bên. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, thì cái cách này sẽ làm được với những em bé mà từ 2 tháng trở lên. Còn với em bé sơ sinh nhỏ thì bạn chỉ nên đưa đến đây thôi.
bạn chỉ nên đưa app lên người bạn thôi. Và bạn xoay mặt con sang một bên để có thể nhìn thấy rõ mặt con. Tại vì khi bạn đưa lên trên này, em bé còn nhỏ, bạn sẽ không thấy rõ được là em bé có tím tái hay có bị ngạt thở hay không. Và bạn không biết được là mình có để em bé đúng vị trí hay không, cái mũi em bé có tì lên người mẹ hay không. Nó rất là khó để quan sát. Và em bé sơ sinh á, thì mình thấy không có nên ẵm đi tới đi lui để vỗ ở, mà chỉ nên ngồi vỗ ở thôi. Tại vì nó sẽ rất là nguy hiểm cho con, xương của các con á, nó chưa có được cứng cáp. Cho nên là khi mà bạn ẵm đi tới đi lui hay vô tình ở dưới chân có gì bạn vấp á, thì nó rất là nguy hiểm. Cách số 2 đó là mình sẽ vỗ ở cho em bé theo cái tư thế ngồi. Các bạn đưa tay như thế này ra, có cái hình chữ V ha. Thì cái phần này sẽ nằm ở ngay cằm của em bé. Và bạn sẽ bóp vào phần này, chứ bạn không đưa xuống này, tránh đụng vô cái cổ của con nha các bạn. Các bạn phải chịu lực cho con như thế này nè, tại cái cổ em bé nó như này chứ nó không có thẳng lên như mình đâu. Thì bạn sẽ đưa vô đây, em bé đang nằm, bạn đưa vô đây. Và bạn từ từ cho con ngồi dậy. Đó, đó là xong cái tư thế thứ hai. Và nếu như mà các mẹ nhát tay hơn á, thì các mẹ có thể thử theo cái cách này của mình. Đó là các mẹ đang ẵm con như thế này, thì các mẹ có thể nghiêng người một chút. Đó, các mẹ đỡ lên. Thì con sẽ giống giống như tư thế ngồi khi nãy, nhưng mà bạn không cần phải dịnh vô đây. Nhưng mà cái tư thế này thì chắc chắn là em bé sẽ không có ngồi gập sâu như này được, mà em bé chỉ có hơi lài lài, cái đầu hơi cao hơn so với bình thường thôi. Chứ còn mà tư thế ngồi hẳn luôn thì sẽ không được đâu nha các bạn. Tại vì em bé phải có cái phần đỡ phía sau này, chứ bạn đưa thẳng con lên quá thì con dễ bị gập về đằng trước. Tư thế số 3 đó là tư thế cho bé nằm sấp. Thì với tư thế này nó khá giống với tư thế số 2, đó là bạn phải để tay hình chữ V như thế này và để vào cằm của con, giữ mặt con nha các bạn. Và bạn cho bé xuống cái tư thế nằm sấp. Bạn để hai chân, một chân cao hơn và một chân thấp hơn, để cho con có một cái độ nghiêng như thế này. Con nằm lên trên chân của chúng ta. Thì với tư thế này thực sự là mình sẽ rất ít khi sử dụng, nhưng mà mình thấy nó rất là hiệu quả. Khi mà hai cái tư thế kia mà mình vỗ ở hoài em bé không có ở được, thì mình chuyển sang tư thế này em bé sẽ rất là dễ ở. Nhưng mà vấn đề là khi mà em bé mới vừa uống sữa no mà để em bé nằm sấp xuống ngay từ đầu thì chúng ta sẽ khá là lo. Và với tư thế này thì mình sẽ hơi bị run tay. Tại vì em bé lúc đó, khi mà các bạn có em bé sơ sinh, các bạn sẽ biết là em bé sẽ không có cứng cáp như thế này đâu, mà em bé rất là mềm, chỗ nào cũng rất là mềm. Và cảm giác là nó lỏng lẻo lắm, cho nên là chúng ta sẽ bị nhát tay rất là nhiều. Để đưa về cái tư thế nằm sấp thì nó lại cũng khá là khó. Cho nên là cái tư thế này sẽ rất ít khi sử dụng, nhưng mà nó rất hiệu quả nếu như mà với hai tư thế kia chúng ta vỗ ở em bé chưa có ở hiệu quả. Đối với cái tư thế vỗ ở khi nằm sấp này cho em bé thì mình có một cái cách để tay khác sẽ giúp cho các mẹ đỡ sợ hơn là cái cách để tay hình chữ V. Đó là khi mà các mẹ ẵm con như thế này ha, thì các mẹ cố gắng làm sao cho cái lưng con, xoay cho cái lưng con áp vào cái bụng mẹ. Rồi, bạn sẽ xoay như thế này. Và cái tay này nè, các bạn sẽ để cho con tựa đầu vào ngay gần cái khuỷu tay, và cái bàn tay sẽ để ở cái chỗ phần bỉm của con. Và bắt đầu từ từ lật con lại, để một chân cao hơn, một chân thấp hơn, để con nằm sắp xuống. Rồi xoay mặt con sang một bên để chúng ta có thể dễ dàng quan sát con. Và bắt đầu bạn thực hiện những cái thao tác bổ ở. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thao tác bổ ở như thế nào. Thì cái thao tác bổ ở đầu tiên mà các bạn sẽ thường hay thấy và thường hay sử dụng nhất, đó là các bạn sẽ khum tay lại như thế này. Bạn khum tay lại như này nha. Và các ngón tay phải khít với nhau, giữa ngón cái và ngón trỏ sẽ không có một cái lỗ hổng đâu nha các bạn. Đừng có đưa như này nha, như này là sai nè. Các bạn phải sát lại và khum lại như thế này thì con mới sẽ không bị đau. Còn nếu như các bạn để thẳng ra như này hoặc để bình thường thì vỗ con sẽ rất là đau và nó không có hiệu quả. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vỗ ở đâu? Ở đây là xương hai bả vai, thì bạn sẽ vỗ vào ở giữa. Đây là vị trí đúng ha các bạn. Hồi lúc đầu thì các bạn sẽ thấy là nghe có vẻ nó khó, nhưng thực sự thì một thời gian các bạn sẽ không thấy nó khó đâu. Nó rất là đơn giản thôi. Từ từ bạn chăm con rồi bạn sẽ tìm được cái cách đúng cho các bạn thôi. Về cái nhịp vỗ thì các bạn nên vỗ ở cái nhịp chậm và đều. Đừng có vỗ nhanh như thế này nha các bạn. Các bạn phải vỗ chậm thôi và đều. Cứ đều đều như thế này. Lực vỗ thì lực vỗ đúng đó là khi mà các bạn vỗ thì các bạn sẽ thấy là người em bé hơi rung lên, thì đó là mới là lực đúng. Còn nếu như mà bạn vỗ nhẹ như này nè, vỗ nhẹ quá thì nó cũng không có hiệu quả vỗ ở cho bé. Và khi bạn vỗ mạnh quá thì sẽ làm đau con. Thao tác vỗ ở số 2 đó là bạn sẽ xoa trên cái vùng lưng của con thành hình vòng tròn.
và bạn sẽ xoa từ bên phải của mẹ sang bên trái của mẹ như thế này ha các bạn. Thao tác vừa ở số 3 đó là từ phần rốn của con, các bạn sẽ chiếu sang cái phần lưng này và nó nằm ở phía bên trái lưng của con nha các bạn. Các bạn sẽ đẩy một đường lên. Các bạn sẽ đẩy một đường lên. Bên trái của con thì chính là bên phải của mẹ nha. Các bạn sẽ đẩy lên. Tại vì ở đây giống như là phần dạ dày của con vậy đó. Khi bạn đẩy lên như thế này thì cái phần hơi, phần khí nó sẽ thoát lên trên và em bé sẽ ở được. Vậy thì làm sao để chúng ta biết là em bé của chúng ta phù hợp với cái tư thế bổ ở nào và cái thao tác bổ ở như thế nào? Thì cái này là phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn chăm sóc con cũng như là cái độ hiểu con của các bạn. Ví dụ như mình thì mình cũng phải mất một thời gian thì mình mới biết được là con mình nếu như mà chỉ vỗ như này không thì con sẽ không thể ở được, hoặc là chỉ xoa như này không con cũng không ở được, hoặc là đẩy lên như này không thì con cũng không có ở được. Cho nên đó là phải phụ thuộc vào mẹ thôi. Các bạn cố gắng chăm sóc con, hiểu con và lắng nghe con thì từ từ các bạn sẽ biết được cái nào phù hợp với con của mình. Có một số cái thắc mắc mà mình biết là có rất nhiều mẹ băn khoăn. Thứ nhất là vậy thì thời gian cái bổ ở sẽ kéo dài trong bao lâu? Theo kinh nghiệm của mình thì thông thường thời gian bổ ở sẽ kéo dài trong từ 10, 15 cho tới 20 phút tùy vào cơ địa của con. Tuy nhiên cũng có một số cái trường hợp khác biệt, đó là có những em bé khi bạn đưa lên bạn bổ ở trong tầm 1-2 phút là em bé đã ở ok rồi. Và cũng có một số trường hợp khác biệt khác, ví dụ như con của mình thì thường một cái cử bổ ở của mình cho em bé phải kéo dài 30 cho tới 35 phút. Và vào giữa những cái giấc ngủ của con, khi mà con khóc thì mình vẫn phải bế lên bổ ở tiếp cho con vào giữa cái cử ngủ nữa. Thắc mắc số 2 đó là bổ ở nó rất là quan trọng như vậy, vậy thì có phải tất cả các cử uống sữa của con đều phải cần bổ ở hay không? Thì cái này thật sự là tùy thôi các bạn. Có nhiều cử thì mình không bổ ở cho con, đặc biệt là những cái cử đêm. Những cái cử giữa đêm thì có khi là mình không bổ ở cho con. Khi mà thấy con ti xong con đã ngủ say rồi đó thì mình không bế con lên bổ ở cho con làm gì hết. Cái này là tùy thuộc của các mẹ nha. Và thực sự thì cũng không đến mức là cái cử nào chúng ta cũng phải bổ như vậy đâu các bạn. Khi mà con ngủ, đang ngủ say mà các bạn đưa lên bổ thì vô tình làm ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của con nữa. Thắc mắc số 3 đó là vậy thì chúng ta nên bổ ở cho con vào cái thời điểm nào? Thì có 3 cái thời điểm các bạn có thể bổ ở cho con, đó là trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của mình thì nếu như mà trong khi mà con ăn mà con có dấu hiệu nhè bình và khóc thì mình mới đưa lên bổ ở cho con rồi mới đưa con xuống nằm xuống sữa tiếp. Còn nếu như mà giữa cử con không có khóc thì mình vẫn để cho con uống tiếp. Tại vì em bé sơ sinh thì khi mà em bé uống sữa, đặc biệt là khi mà em bé ti, em bé nút thì em bé sẽ rất hay ngủ. Cho nên là nếu như mà mình rút ra rồi thì đưa lên bổ ở lúc giữa cử thì có thể lúc mà đặt xuống đưa cho con uống sữa nữa con sẽ không có uống. Thắc mắc thứ tư đó là khi mà bổ ở cho con mà con không ở thì sao? Cái này là một điều mà mình cũng từng băn khoăn rất là nhiều, nhưng mà sau đó mình rút ra đó là nếu như bạn kết thúc cái khoảng thời gian bổ ở như thông thường rồi mà con không ở thì có thể là cái cử đó con không nuốt phải hơi cho nên con không ở, hoặc là những cái bọt khí nó còn nằm ở sâu quá cho nên là nó chưa được đẩy lên thì con không có ở được. Thì một chút xíu nữa chắc chắn nếu như mà nó còn bọt khí thì con sẽ khóc và bạn lúc đó bạn ẵm con lên thì con sẽ ở được thôi. Thắc mắc số 5 đó là có phải em bé nào cũng cần được bổ ở hay không? Thì theo kinh nghiệm của mình đó là nếu như con bạn ăn no ngủ tốt, không có dấu hiệu quấy khóc bất thường thì bạn không cần thiết phải bổ ở làm gì. Còn nếu như những em bé có dấu hiệu mà mình đã kể bên trên thì bạn nên bổ ở cho con. Thông thường thì thực sự là 90-95% là em bé sơ sinh nào cũng cần được chúng ta bổ ở. Tại vì trong những cái tháng đầu tiên thì con dạ dày của con đang nằm ngang cho nên là con sẽ cần được bổ ở hơi để con có thể ngủ được ngon hơn và con không có bị đau bụng. Cuối cùng thì mình muốn nói với các mẹ là khi mà mình chưa có sinh con thì mình nghĩ cái vấn đề bổ ở hơi này nó rất là bình thường. Cho đến khi mình sinh em bé ra thì em bé mình quấy khóc rất là nhiều và những cử ngủ của con nó rất là ngắn vì con bị tình trạng đầy hơi, nhiều khí ga trong người và bị colic. Thì lúc đó mình mới biết là cái tình trạng này nó rất là đau đớn như vậy và nó rất là tội nghiệp cho con. Sau một khoảng thời gian rất là dài mình tìm hiểu và mình lắng nghe con, mình bình tĩnh thì mình mới tìm được cái cách để giúp xoa dịu được cho con. Đó là những cái tư thế nào phù hợp với con nè, rồi cái thao tác nào phù hợp với con và cái khoảng thời gian
vô ở cho con nó kéo dài bao lâu, cũng như là cái thời điểm nào nên vô ở cho con. Cho nên là các mẹ nên cố gắng hết sức là bình tĩnh, lắng nghe con và gần gũi với con hơn, để chúng ta có thể hiểu được con muốn nói gì và con cần mẹ làm điều gì cho con. Cảm ơn mọi người và các bạn đã dành chút thời gian xem hết video ngày hôm nay của mình. Nếu như bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hoặc là những cái góp ý nào thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.